Em Trần Ô Tô gửi lời chào toàn thể tất cả anh chị nha. Hôm nay bên salon em về con bán tải nè, Ford nè, Ford Ranger Wheeljack nha anh chị nha. Con này đời sản xuất năm 2019, đèn số 60C49545, là cụm đèn nguyên bản của xe đây nè, rất liền lẹt, không có dấu hiệu lực tấn đụng. Riêng con xe này anh chị khỏi phải xem keo chỉ và gầm bề của nó nha. Sản xuất năm 2019 luôn anh chị ạ. Nói về nét đẹp của xe và một vẻ đẹp của xe thôi ạ. Đây ạ, biểu tượng Ford đây ạ. Trang bị cam hành trình, mắt cam dê trên con xe này hết toàn diện nhá. Cảm biến dê luôn là anh chị ạ. Mọi thứ chức năng nè, full hết toàn diện luôn. Là Ford Ranger nước sơn rin 100%, không có dấu hiệu là dầm lại anh chị nhá. Nước sơn rin quay tới đâu là sơn rin đến đó luôn. Đây ạ, Ford Wheeljack đây ạ. Bảo hành định kỳ theo hãng, còn nguyên bản hết từ A đến Z anh chị nhé. Phong dáng con Ford đây, bốn vỏ nè, bốn vỏ còn mới 90%, anh chị thấy không, người ta mới chạy được 3 tháng nay thôi là người ta bán lại cho bên salon bên em rồi. Đây nè, những cái chấm định vị nguyên bản theo xe, nguyên bản theo vỏ xe đây ạ. Lốp nè, lốp lép nè, còn rất là mới nha, chưa hè luôn nhé. Đây nè, chỉ có gầm nè, gầm mới tinh, không có dấu hiệu được mục mọt anh chị nhé. Chất này xe này như xe mới nè, sơn rin phủ hết nguyên con luôn à. Rồi phong dáng con Ford đây, bốn cánh cửa nè, rất đẹp, sơn rin nè, quay tới đâu rồi sơn rin tới đó nha. Em nó được bận một cái áo màu kem rất là dễ thương à. Con này máy dầu anh chị nha, máy 2 chấm, có turbo, đăng kiểm tháng 7 năm 2021 với hết đó, đăng kiểm anh chị nha. Bốn vỏ rồi, đẹp như nhau nha, mới 90% luôn. Mâm đúc rồi, mâm đúc nguyên bản là xi 5D hết toàn diện nè. Gầm lớn, bánh lớn, đi đồi núi khỏe, hai cầu điện anh chị nha, số tự động hai cầu điện luôn. Đây à, phong xe đây anh chị xem cái chất gầm nè, lớp xe nè như mới từ routine nè, tem ốc định vị bảy màu nguyên bản cho xe nè, còn nguyên bản hết, không một xíu lỗi lầm anh chị nha. Đó, mua về chỉ việc sử dụng thôi, tích hợp là gương xi nhan trên gương lái nè, turbo nha, VI turbo đây nè, có turbo này nha anh chị nhé. Đó là phong dáng con xe Wheeljack đây ạ. À, cụm đèn trước nè, nguyên bản của xe luôn, còn rất mới, không dấu hiệu là chạy chùa. Cụm đèn led gầm nè, nguyên bản hết, biểu tượng Ford đây à, biểu tượng Ford đây, Ford Ranger anh chị nha. Máy 2.0 thôi ạ. À, đây là cụm đèn trước của nó nè, trước cảm biến, sau cũng cảm biến nha anh chị, toàn thể là cảm biến toàn diện hết con xe đây. Bốn vỏ đây ạ, à, bốn vỏ còn rất mới nè, mới 90% luôn. Mâm đây, không có dấu hiệu là chạy chuột luôn anh chị nha. Đó, mâm là xi 5D nguyên bản theo nhà sản xuất luôn. Gầm bề tem ốc bảy màu nè anh chị coi nè, gầm bề đây nè. Đó, chờ anh quay chi tiết cho anh chị xem luôn nha, từng con ốc luôn luôn à. Nguyên bản hết từ anh Z, không một xíu là cứng được con vên con xe này nha anh chị nha. Chiếc xe này là chiếc xe mới anh chị ạ. Ba ga để chân nè, ba ga để chân nè anh chị thôi, còn mới tinh rồi, chủ nhà mới chạy được có 3 tháng thôi nha, bán lại cho bên salon ô tô bên em. Bên em vừa thu mua con này về cách đây được có 2 ngày thôi ạ. Đó, anh chị thấy phần chiếc gầm không, chiếc gầm dưới bánh xe nè, vỏ xe cô nè anh chị, có vỏ xe cô nè. Đó, vỏ xe cô là chưa có hè anh chị nhá, nguyên bản luôn, vỏ xe cô là chưa hè nhá. Đó, vỏ xe cô của con xe Ford Wheeljack á. Trước là thắng đĩa, sau là thắng đùm anh chị nhá.
đây ạ. Nguyên bản là mâm xi 5D nè, còn rất mới nè anh chị thấy không, không có dấu hiệu là chạy trụ luôn. Đó là phong xe đó, máy chạy cực bốc, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị luôn nha. Đây ạ, anh chị xem nhé, đây là phần phía sau nè, những cái sóng gân nè, anh chị coi là những cái sóng gân của con xe đây, còn mới tinh, tem ốc nè, tem ốc khóa định vị nè, của bản lề nè, đây là hai bên nè, anh chị coi nè, đinh tán nè, mạc nguyên rin ở nhà sản xuất là tem ốc khóa nè, bản lề nè, còn nguyên bản hết anh chị thấy không. Xe này anh chị mà mua về anh chị chạy đi đường đồi núi rất là ok luôn, xài hai cầu số tự động không dán đây ạ. Đó, những con đinh tán nè, đinh tán bấm theo nguyên bản của nhà sản xuất nè, sân rin nè, sân rin con này phủ hết 100% anh chị nha, không có một xíu sân dập luôn. Đây ạ, đây là những cái sóng gân nè, những cái sóng gân của cái sàn đây ạ, sàn sau nè anh chị xem nhé, mạc tem nguyên bản cho xe nè, mạc tem là nguyên bản cho xe từ AMZ đó nha. Đó, chiếc xe nó đẹp lắm anh chị ạ, đời 2019 anh chị, đẳng cấp, mang lại cho anh chị một phong cách nha của người sử dụng luôn. À, nguyên bản từ AMZ ra là những cái đinh tán sau nè, không có một xíu lỗi lầm gì nhá. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, bên Trường Anh có bán hỗ trợ trả góp cho toàn thể các anh chị nhé. Những anh chị nào ở trong tỉnh Lâm Đồng bên em sẽ hỗ trợ trả góp cho. Đây ạ, là keo chỉ với phần phía sau của em xe nó đây nè, cụm đèn nè, không một vết trời luôn, mới tinh. Đó, biểu tượng của Ford đây, Ford Ranger Wheel Check anh chị nha. Bây giờ Trường Anh sẽ tiến hành vào trong phần nội thất để quay phần nội thất này cho toàn thể tất cả anh chị xem ạ. Toàn bộ là dán phim cách nhiệt hết toàn diện rồi nha anh chị nha, bốn cánh đẹp như nhau luôn nè, lóc khóa mở cửa gương chiếu điện tháp bi nè, những cái vân gai nè, mới nguyên rin nè, keo chỉ nguyên bản cho xe nè, sân rin hết 100%, không có sân dập. Đó, Trần Anh quay một cánh thôi là anh chị hình dung ra được ba cánh sau cho Trần Anh nhé. Đây ạ, tích hợp nè, trên xe nè, mọi thứ chức năng hoạt động ok lắm. À, tích hợp gương chỉnh điện, nách nè, anh chị coi phần nách nè, đó phần nách mà nó còn mới ken gì, nó không có một dấu sét luôn là anh chị biết rồi, tem ốc định vị 7 màu nguyên bản cho xe nè. Đó, anh chị thấy phần nách cửa chưa nè, tích hợp là gương từ cụp chỉnh điện hết toàn diện nhá. Trần Anh quay phần nội thất cho anh chị xem nè, nội thất nè, ghế là ghế da nguyên bản theo hãng Ford anh chị nhé, toàn bộ chỉnh điện hết toàn diện nè. Đó, chị thấy chỉnh điện không, toàn bộ là chỉnh điện hết toàn diện nhé. Đây ạ, à, nè, ngã ghế nè, đó, dòng Ford thương hiệu đến từ Mỹ đó, đó chị thấy không ạ, tem nè, bản lề nè, khóa nè, tem ốc khóa định vị nè, mạc tem nguyên rin nhãn xuất nè, nắp cửa là sân rin nè, mới tinh, không một dấu chày luôn. Đó, cái form xe này rất là đẹp. Bây giờ Trần Anh vô trong phần nội thất đây. Em đã đóng cửa lại rồi, cách âm tuyệt đối 100% luôn anh chị ạ. Cảm giác khi Trần Anh ngồi vô cái con xe Ford Wheel Check này, Trần Anh cảm thấy là rất là sung sướng và rất là nhẹ nhàng luôn. Đây là toàn bộ không gian của cái mặt kính trước của nó là rất rộng rãi. Xe này gầm cao bánh lớn, anh chị ngồi đây, anh chị ngồi trên cái vô lăng bất tài, anh chị có thể quan sát tầm nhìn được rất là rõ anh chị nha. Máy chạy cực êm và cực khỏe luôn ạ. Đó là chiếc xe đây nè, nút đề xa top nè anh chị. Đó, anh chị thấy nút đề xa top không? Chừng anh bấm vô đây đã đề rồi nha. Nút đề xa top nè, trang bị một cái màn hình rất là lớn nè. Giải trí, nghe nhạc, kết nối wifi, bluetooth, đàm thoại trên cái con xe này nha. Con xe này là số tự động anh chị nha. Đây là có lẫy số nè, đây là lẫy số bóp là cái này nè. Còn cộng trừ nè anh chị ạ. Đó, cộng trừ của nó đây nè, hai cầu nè, hai cầu điện nè anh chị. Mọi thứ chức năng còn hoạt động ổn định lắm. Cân bằng nè, cân bằng cho lực lái nè, đầy đủ trên con xe đó, sạc đây ạ, nguyên bản của xe là sạc 12V nè, đầy đủ hết. Volume âm nhạc, âm thanh rất là hay luôn, kết nối bluetooth kèm biến trên con xe này luôn anh chị nhé.
không một vết chày luôn. Đây nè, đời 29 nè, tích hợp vô lăng nè, làm thoại cuộc gọi nè, chỉnh đây nè, chế độ nè, còn rất là nhiều chức năng anh chị ạ. Đây nè, đó trên hết đó, đây là cái con xe này chừng anh đang chỉnh cái chức năng này, là cái chế độ này là lấy đường thẳng để chạy anh chị nhé. Set này đó anh chị, theo cho đồng hồ không đó, nó hiển thị cái đồng hồ xe đó, em đang chỉnh đó. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đây là hiển thị số tự động nè, B là khóa tăng diện, R là lui, N là mo, D là S, D là chạy nhá, D S anh chị nhá. Đây ạ. À, đây là phong dáng con xe đây nè, để chừng anh bóp lại cho anh chị xem nha. Gạt qua R nè, qua R rồi, N nè, D là chạy nè, S nè, chế độ đồ núi nè, đó anh chị thấy chưa, lóc nè, đó lóc toàn diện đó, mọi thứ chức năng ok lắm. Đời 29 đó anh chị, phong dáng AC đây, chừng anh đóng phần máy lạnh luôn ạ. AC điều hòa tự động hết toàn diện, đó điều hòa nè, mát rượi anh chị thấy không, điều hòa rất mạnh luôn. Tắt điều hòa đây ạ, đây là cái nút là tắt điều hòa nhé. Auto tự động, ấn AC là quạt lớn quạt nhỏ nằm ở đây nè, cộng trừ volume nó nằm đây luôn, volume nè, volume âm nhạc nè, đó chị thấy không, mọi thứ chức năng đầy đủ, báo nhiệt đồ trên màn hình đầy đủ nhé. Có cổng sạc USB nè, rất là nhiều chức năng anh chị ạ. Đây nè, đó mọi thứ chức năng trên xe đây, đèn còi nè, nút nè, rất là thông minh anh chị thấy không, hệ thống là nguyên bản nè, gương chỉnh điện từ cụp từ mở anh chị xem nhé, đó gương đã mở rồi nhé, sau một cái nút nhấn này thôi ạ, đó là gương chỉnh điện đây, đây ạ, anh chị xem nhé, đó gương từ cụp từ mở toàn diện luôn. Máy 2.0 nha, đây nè, tắp lô nè, đó tắp lô nè anh chị, những cái vân gai nè, ta là may hết cái tắp lô bằng da nè, nguyên bản là nhà sản xuất nhé, nguyên rin luôn. Đó đời 2019 nó như xe mới rồi anh chị ạ. Anh chị xem nhé, trang bị túi khí bịt bùng trên con xe nè, túi khí nè, cổ kèo của nó nè. Những anh chị nào mà đã chạy cái dòng four wheel chắc thì anh chị biết về cái xe nó đẹp như thế nào rồi nhé. Mọi thứ chức năng ưu tiên rồi, đầy đủ hết rồi. Cái này xe này bây giờ chỉ bàn về giá thôi, chứ không bàn về xe này anh chị nha. Đời 29 đẹp len keng sà beng luôn. Trang bị lóc cửa nè, theo hãng Ford, lóc cửa nguyên rin, lóc cửa mở khóa nha anh chị nha, theo hãng Ford nè, nguyên bản hết, nguyên rin hết anh chị nha, không có một xíu gọi là đồ chế luôn anh chị ạ. Lóc cửa mở cửa đây nè, đó lóc cửa mở cửa tự động hết, bốn cánh chỉnh điện rất là mượt mà, rất nhẹ nhàng luôn. Đó anh chị xong ạ. Vô lăng nè, những cái vân gai nè, trên vô lăng là trang bị túi khí nè. Đây là những cái vô lăng này anh chị, còn nguyên bản luôn nhé. Con này mua về là sử dụng thôi, cách âm rất tuyệt đối luôn. Báo cửa nè, đó đó anh chị thấy báo cửa không, những cái đồng hồ báo cửa nè. Đây là chế độ chỉnh đèn trên con Ford nhé. Đây là chỉnh đèn nè anh chị, đó chỉnh đèn nè, chỉnh đèn nè, chỉnh đèn theo xe nhá. Đây ạ, chế độ sáng tối chỉnh đèn đây, code fare đây, mọi thứ chức năng nè, hoạt động ok lắm, đèn sương mù nè, đó anh chị thấy không ạ, hai cầu nhá, ghế chỉnh đèn rất nhẹ nhàng, rất mượt mà luôn nè, tới nè, đó chị xem nhá, là ghế chỉnh đèn nè, đó form xe đó. Đó chừng anh em ơi em lấy cho anh cái dây sạc đi, máy anh hết pin. Đây ạ, chừng anh vô phần phía sau cho chị xem nhé, em lóc cửa rồi, rồi mở cửa rồi nè, chỉ sau một nút nhấn anh chị thấy không, là chiếc xe nè, ô nó đẹp, nguyên bản hết, capy nè, capy cửa nè, lớp da ra anh chị ạ, vân gai nè, nguyên bản tao xe hết từ anh vết luôn, ghế da sau ghế ra sau của em xe đó đây. Đây nè, dây đai an toàn, hộp thì tay nè, mọi thứ chức năng còn đầy đủ trên con xe luôn, hộp thì tay nè anh chị ạ, một nút nhấn rất là thông minh luôn. Đây nè,
đó, hộp thịt tay đó. Em mở cái phần capo lên giùm anh luôn đi. Anh test xe cho khách coi luôn. Anh chỉ để em một chút xíu nha. Máy em đang quay sắp hết pin rồi. Đó, anh chị xem phong xe nhé. Hết pin rồi, mất đèn led luôn phải ghê. Đó, phong xe rồi. Mới lắm anh chị ạ. Đây nè, những cái sóng lường nguyên bản của xe nè. Đó anh chị thấy không? Anh là ốc khóa định vị nguyên bản của xe, bốn cái đẹp như nhau anh chị nhé. Là phần nắp nè, nguyên bản bảo hành định kỳ theo hãng còn nguyên bản 2019, chất đóng cửa rất là liền lạc. Máy nè, chị xem phần chức máy cho Trần Anh nhé, để Trần Anh đề lên nè. Thì cái này hết dầu rồi phải không ta? Đây, đây nè, nút đề xa top anh chị nhé. Đây ạ, đó đề nhẹ phát nổ luôn rồi. Chế độ hiển thị hai cầu đây, đèn nè, phương ga trợ lực lái nè. Anh chị xem nhé, Trần Anh dùng một con út thôi nhé. Một con út Trần Anh xoay vô lăng nè, đó anh chị thấy không? Một con út mà Trần Anh xoay vô lăng, là anh chị biết cái xe này nó nhẹ, nó nhầy cỡ nào rồi. Chiếc xe còn đẹp mãi với thời gian nhé. Chiếc xe gốc trong miền Nam anh chị ạ. Bảo hành định kỳ, máy móc bao khô ráo anh chị nhé. Đây là form dáng con xe nè, trang bị cụm đèn nè. Đây là trang bị cụm đèn led, nó nguyên bản theo xe đây ạ. Đó anh chị, cái đèn xe nông mắc cú nè anh chị thấy không, rất đẹp luôn. Đó phong dáng đây, đó anh chị thấy không, máy móc nè anh chị xem nhé, máy móc nguyên bản nè, ABS nè, đầy đủ trên con xe luôn. Không một xíu cứng đục luôn. Hỗ trợ là 2 tiêu chuẩn tí lực anh chị nhé. Máy đang hoạt động đây, máy nổ rất là khô ráo. Nguyên bản đó từ anh Z. Nước gì cơ, nước gì cơ, con xe nó nỉ. Nỉ anh chị coi, nỉ nè. Nỉ cách nhiệt là nguyên bản con xe từ anh Z luôn. Đây là những cái sóng lường nha, không có dấu hiệu là bị cứng đụng hoặc va quẹt luôn. Con này chủ nhà mới chạy có 3 tháng thôi nha, Trần Anh xin nhắc lại. Mới chạy chỉ có 3 tháng thôi. Bảo hành định kỳ theo hãng còn nguyên bản theo xe luôn. Đó, chị thấy cái chất xe không? Có đẹp cỡ đó đó. Bàn về giá thôi anh chị ạ. Đây là tem ốc 7 màu khóa. Đây là tem ốc 7 màu khóa nguyên bản theo xe nè. Máy nổ thì đầm mùa xuân luôn. Đó, chị thấy cái xe nổ đóng nắp capo rồi không nghe tiếng nổ luôn. Chất gầm thì rất là chắc chắn, không có một xíu mục bọt anh chị nha. Đó, nguyên bản theo con xe đây. Nảy cách nhiệt đó. Anh có thích con đó không? Có thích con này không? À em ơi, đi coi con này cái gì? Đây nè, chìa khóa này em test xe cho anh. Cho anh xem xe luôn. Nói chung là con này em vô mấy chục triệu tiền đồ chơi được, không tin không? Con đó em bán giá 210 triệu. Nó là số tự động xe gia đình luôn á. Xe cọp của Trần Anh ô tô đang đi đó. Đây ạ. À, anh chị xem nhé, máy móc đang nổ đây. Phong dáng nè. Đó, Trần Anh quay luôn cái phần gầm cho anh chị xem nhé. Đẹp lắm. Đây ạ. À, chiếc gầm này, mới tinh. Anh chị thấy không? Mạc tem nguyên bản dưới gầm nè. Anh chị xem cho Trần Anh nhé. Chiếc gầm nè, gầm cao bánh lớn, đi rất là khỏe rồi. Mấy con ốc định vị nè, anh chị thấy không? Ốc định vị, dẫn động cầu sau, anh chị coi nè, đó. Máy móc đó, nguyên bản hết từ anh chị. Đây ạ, chị quay luôn phần máy cho anh chị xem nhé. Đây là phần máy nè, anh chị xem phần máy dùm cho Trần Anh nhé.
nó mới tinh rồi, không có một vết xước luôn. Nói gì thấy không? Đời 29 thì mới đó. Có một lần nào anh chị, một lần nữa anh chị mua thì cứ alo trực tiếp cho Trường Anh ô tô nhé. Chiếc xe đẹp lắm chị ạ, rất mượt mà. Đó, phẩm dáng của xe đây. Đây nè, xíu nữa Trường Anh sẽ làm tiếp thêm một clip Innova, con này mới về đời 2007, G xịt đến với tay người tiêu dùng nha, giá rẻ thôi ạ. Đó, phẩm dáng của xe đây. Một lần nữa anh xin cảm ơn ạ, em xin chào và hẹn gặp lại.